Rất là vui được gặp lại quý vị trong buổi thuyết trình ngày hôm nay. Thì Savills xin trình bày thị trường bất động sản Hà Nội quý 3 2011 với phần thị trường đầu tiên là thị trường văn phòng cho thuê. Thì rất là vui để mở đầu thị trường này với việc báo cáo với quý vị rằng là thị trường văn phòng cho thuê quý 3 đã có những cái hoạt động tích cực với những lý do như sau. Có 5 tòa nhà mới đi vào hoạt động, trong đó có 4 tòa nhà hạng B và 1 tòa nhà hạng C. Tổng diện tích thêm mới là 70.000 m2 sàn. Với cái diện tích cho thuê thêm mới như này nhưng mà vẫn không làm cho công suất thuê của thị trường giảm mà như lẽ thường. Công suất thuê vẫn ổn định ở mức 86% so với không đổi so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê đã tăng 2% đạt mức 25,5 đô một mét vuông trên tháng. Thưa với quý vị là từ quý 3 năm 2010 đến nay thì thị trường văn phòng hạng A là không có nguồn cung mới. Điều này khiến cho cái công suất thị trường đạt 87%, tăng 15 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước. Giá thuê sau 3 quý liên tiếp, từ thời điểm quý 3 2010 sang quý 4 rồi quý 1, quý 2 liên tục giảm, nhưng đến quý 3 2011 đã tăng 3,4% đạt mức 37,8 đô. Hạng B mặc dù có nguồn cung mới đến 65.000 m2 sàn vào thị trường nhưng mà vẫn đạt được công suất thuê là khá tốt, 85%, và giữ cho cái mức giá thuê ổn định ở mức 25,6 đô bình quân mét vuông trên tháng. Đối với thị trường văn phòng hạng C đạt công suất thuê tốt nhất 88%, tăng 8% so với điểm phần trăm so với quý trước và giá thuê giữ ở mức ổn định 17,7 đô một mét vuông trên tháng. Nhưng mà so với cùng kỳ năm ngoái thì giá thuê đã tăng từ mức 17 đô. Và liên quan đến tình hình thị trường trong quý 4 2011 thì Savills nhận thấy rằng là sẽ có khoảng 170.000 m2 sàn sẽ đi vào hoạt động trong thời điểm quý 4 2011. Thưa quý vị là từ quý 3 2010 cho đến quý 3 2011 chỉ có thêm mới khoảng 130.000 m2 sàn, nhưng riêng tại thời điểm quý 4 2011 thì dự báo là có đến 170.000 m2 sàn sẽ ra thị trường. Và riêng tại đến quý 4 năm 2011 sẽ có nguồn cung hạng A mới đi vào thị trường, đó chính là tòa nhà Hà Nội Căng Nam Hà Nội Landmark Tower. Vâng. Đây là điều đồ để quý vị có thể thấy được rằng là hiện tại nguồn cung đang tập trung tại khu vực trung tâm thành phố và mở rộng ra phía Tây với cái mức giá cao nhất đang đạt được là 50 đô mét vuông trên tháng và mức thấp nhất là đang đứng ở khu vực quận Long Biên 13 đô một mét vuông trên tháng. Vâng. Sau khi có nghiên cứu cái mối tương quan giữa cái khoảng cách đến trung tâm thành phố với giá và hạng thì thấy rằng là cái càng xa trung tâm giá thì lại càng giảm. Đương nhiên, cái văn phòng hạng A tập trung trong bán kính 2 km từ trung tâm thành phố và giá thuê văn phòng hạng A có mức dao động lớn nhất từ 50 đô đến khoảng dưới 30 đô một mét vuông trên tháng. Vâng, diện tích cho thuê thực của văn phòng hạng B tăng mạnh trong quý 3 2011. Diện tích cho thuê thực trung bình mỗi quý đạt khoảng 41.000 m2 từ giai đoạn quý 4 2009 đến quý 3 2011. Như quý vị có thể nhìn thấy biểu đồ, nguồn cung tương lai đến năm 2014 lớn trên tất cả các quận, đặc biệt là quận Cầu Giấy và Từ Liêm. Sự kiện nổi bật tại thời điểm quý 3 2011 có thể kể đến đó là tòa nhà Harpro đã chào bán sàn văn phòng với mức giá chào sơ cấp là từ khoảng là 1.700 đô đến 2.100 đô một mét vuông trên tháng, một mét vuông cho cả thời kỳ dài hạn. Riêng Savills Tower bán sàn văn phòng với giá bán sơ cấp là từ 2.000 đô cho đến 2.100 đô một mét vuông. Vâng, Savills xin kết thúc phần trình bày thị trường văn phòng cho thuê và sau đây xin chuyển sang thị trường bán lẻ Hà Nội quý 3 2011. Thì với một số các yếu tố như là dân số đông 6,8 triệu dân, tỷ lệ đô thị hóa luôn luôn đạt mức cao trên 40%. Dân số trẻ, vâng, thu nhập bình quân đầu người tăng,
thì điều này dường như là mọi người sẽ cảm thấy là cái thị trường bán lẻ rất là tiềm năng. Nhưng nhìn lại cái quá trình phát triển của thị trường bán lẻ từ năm 1991 đến nay thì như quý vị có thể thấy tổng nguồn cung hiện tại mới đạt có 463.000 m2 sàn từ 143 dự án bán lẻ hiện đại. Và nếu tính bình quân một dự án chỉ khoảng 3.000 đến 4.000 m2 một dự án. Như vậy thì có thể thấy rằng là phát triển bán lẻ quy mô lớn là chưa nhiều và cũng không phải là dễ để có thể thành công. Hiện tại chưa thấy nhiều. Công suất cho thuê thì trung bình đạt khoảng là quý này 93%, tăng 4 điểm phần trăm so với quý trước. Vâng, giá thuê thì ổn định. Nguồn cung hiện tại tập trung ở khu vực trung tâm thành phố phía Tây và Tây Nam. Vâng. Tất cả các dự án bán lẻ tại khu vực trung tâm thành phố tại thời điểm quý 3 2011 Savills ghi nhận là đều đạt công suất thuê 100%. Các trung tâm thương mại cũng có tỷ lệ cho thuê tăng. Vâng. Nhưng thị trường bán lẻ vẫn bị tác động rất là rõ bởi tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt là cái hạng mục bán lẻ và đặc biệt là hạng mục siêu thị và siêu thị điện tử. Rất là nhiều, theo khảo sát của Savills có đến 20% các cửa hàng điện tử ở khu vực quận Hai Bà Trưng, Đống Đa đã phải đóng cửa trong thời gian quý 3 2011. Vâng. Nhưng mà quý vị có thể thấy tín hiệu rằng là đối với cái khu vực trung tâm thì vẫn là hoạt động khá là tốt. Các giá thuê cửa hàng mặt phố trung tâm tại quận Hoàn Kiếm vẫn cao hơn so với các quận khác ở xa trung tâm. Nguồn cung tương lai thì tập trung tại khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố. Nhưng mà từ năm 2011 cho đến 2014 thì thị trường Hà Nội sẽ đón nhận rất là nhiều dự án lớn có quy mô trên 35.000 m2 sàn. Và điều này sẽ làm thay đổi thực sự diện mạo của thị trường bán lẻ trong thời gian tới. Quý 3 2011 thì Savills cũng có một số các sự kiện nổi bật cần lưu ý, đó là hàng gia Galleria đã gia nhập thị trường vào cuối tháng 9 và hoạt động dưới cả hình thức chợ truyền thống và trung tâm thương mại. Grand Plaza đã đóng cửa để nâng cấp, cũng như là Pico Plaza bất chấp điều kiện kinh tế khó khăn vẫn mở thêm một siêu thị điện máy tại quận Đống Đa. Và trong quý 3 2011, Savills nhận thấy là vẫn một số các nhà bán lẻ quốc tế cũng đã có những kế hoạch tiếp cận và mở rộng hoạt động mạng lưới của mình. Có thể kể đến như Imart, Metro Park Sơn, Familymart hay là Gap Inch cũng đã có những hoạt động tích cực trong cái việc tìm kiếm và mở rộng thị trường. Và Savills xin chuyển sang thị trường khách sạn Hà Nội quý 3 2011. Như thường lệ thì quý 3 luôn luôn là mùa thấp điểm của thị trường khách sạn. Chính vì đó, vì điều này mà công suất cũng như là giá thuê đều là giảm. Nhưng mà liên quan đến nguồn cung mới thì thị trường khách sạn Hà Nội quý 3 đã đón nhận hai khách sạn mới khai trương, đấy là Vista Hà Nội và Oriental Pearl Phan Chu Trinh. Một khách sạn Bảo Khánh 3 sao cũng đã đi vào hoạt động. Khách sạn Grand Plaza đã tăng thêm 50 phòng, nâng tổng số phòng khách sạn lên tới 450 phòng. Vâng. Triển vọng thị trường thì đến quý 4 năm 2011 thì Savills ghi nhận thấy có hai dự án mới sẽ đi vào hoạt động với tổng số phòng là khoảng 238 phòng. Vâng. Đây là biểu đồ mô tả nguồn cung hiện tại tập trung chủ yếu vẫn là ở khu vực Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Vâng. Thị trường trong tương lai sẽ tập trung ở khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố. Doanh thu phòng tại thời điểm quý 3 2011 giảm trên tất cả các hạng so với quý trước, như quý vị có thể thấy 4, 5 sao và 3 sao đều giảm. Vâng, Savills xin chuyển sang thị trường căn hộ dịch vụ quý 3 2011 với một số các điểm đáng lưu ý như sau. Hà Nội Lakeview trên đường Thanh Niên đã giảm 14 căn ra thị trường do là đang trong quá trình nâng cấp. Vâng, tổng nguồn cung vẫn là 43 tòa, cung cấp khoảng 2.460 căn. Công suất bình quân toàn thị trường vẫn giữ ở mức ổn định 87% và giá thuê bình quân là 26,7 đô, giảm nhẹ so với quý trước. Riêng có một điểm lưu ý là quý 4 2011 sẽ có khoảng 378 căn của dự án Căng Nam Hà Nội Landmark Tower sẽ đưa vào hoạt động. Và trong tương lai, Từ Liêm sẽ được dự báo là nơi có nguồn cung lớn nhất ra thị trường. Vâng, đối với đây là biểu đồ mô tả nguồn cung hiện tại với màu xanh là những hì cầu màu xanh là thể hiện quy mô dự án hạng A, vâng, màu cam là hạng B và màu xanh là hạng C.
Hạng A thì có mức giá thuê theo tháng dao động từ khoảng 1.900 đô một căn lên đến 11.200 đô. Còn hạng B là từ 900 cho đến 6.500 đô và hạng C là từ 600 đến 3.200 đô. Vâng, Savills xin chuyển sang thị trường biệt thự và nhà liền kề quý 3 2011. Thị trường vẫn tiếp tục khó khăn và ảnh hưởng đến thị trường biệt thự và nhà liền kề. Giao dịch được ghi nhận là rất ít. Vâng, có 4 dự án được chuyển từ hợp đồng góp vốn sang hợp đồng mua và bán. Đó là dự án Vincom Village, khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội và Tùng Phương ở Mê Linh giai đoạn 1. Vâng, tổng nguồn cung của toàn thị trường là 38.100 căn từ khoảng 114 dự án. Savills tại thời điểm quý 3 2011 ghi nhận thấy có sự chênh lệch lớn về giá giữa những cái hợp đồng dưới dạng mua và bán và hợp đồng góp vốn. Đối với dự án dưới dạng hợp đồng mua và có dưới dạng hợp đồng mua và bán thì biệt thự dao động từ khoảng 1.200 đô đến 12.700 đô một mét vuông, trong khi đó nhà liền kề thì có mức giá lại khoảng từ 1.000 cho đến 15.000 đô một mét vuông. Còn đối với các dự án hợp đồng góp vốn thì biệt thự dao động từ 730 đô đến 6.000 đô một mét vuông, trong khi đó nhà liền kề thì 1.200 đến 2.700, thấp hơn so với những dự án đã có dạng hợp đồng mua và bán. Liên quan đến triển vọng thị trường thì Savills nhận thấy rằng nguồn cung trong thời gian sắp tới cũng sẽ chủ yếu tập trung từ khu vực Quốc Oai, Mê Linh, Hoàng Mai và Long Biên. Dự án dưới dạng hợp đồng mua và bán thì như quý vị có thể thấy hiện tại vẫn là tập trung chủ yếu ở khu vực phía tây thành phố và nằm trong bán kính 15 km từ trung tâm. Vâng. Nhưng mà những cái dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn ấy, thì nằm ở khu vực không chỉ ở phía tây mà lại mở rộng lên cả phía bắc, tây bắc của Hà Nội, vẫn nằm trong bán kính 15 km từ phía trung tâm. Nguồn cung tương lai sẽ mở rộng đến bán kính 35 km từ Hồ Hoàn Kiếm. Vâng. Và vẫn về khu vực phía tây, tây bắc và tây nam thành phố. Một số các sự kiện có thể lưu ý trong từ quý 3 2011 đấy là chính là khu đô thị mới Vân Canh đã mở bán và bán hết 100 căn biệt thự và nhà liền kề với giá chào là khoảng 40 triệu một mét vuông vào cuối tháng 8. Và sau hơn một tháng thì cái giá thứ cấp đã tăng lên thêm 10 triệu. Splendora mở bán đợt 2 biệt thự và nhà liền kề cho các nhà đầu tư mua căn hộ đợt 1 có quyền ưu tiên mua biệt thự và nhà liền kề với giá ưu đãi từ khoảng 49 triệu cho đến 56 triệu một mét vuông. Và có một cái điểm đặc biệt đấy là cái thời gian thanh toán mở rộng đến tận 4 năm và làm nhiều kỳ. Và Savills chuyển sang thị trường căn hộ để bán Hà Nội quý 3 2011. Thị trường căn hộ để bán quý 3 2011 vẫn nhu cầu chủ yếu có thể đánh giá là từ người sử dụng cuối cùng, chứ còn nhà đầu tư và nhà đầu cơ gần như là không có. Thị trường tuy vậy ghi nhận là tỷ lệ bán vẫn tốt hơn quý 2 2011, tăng 16 điểm phần trăm so với quý trước, tỷ lệ bán đạt 32%. Cái này có thể lý giải một phần là do cái cách ghi nhận, bởi vì một số các dự án tại thời điểm quý 3 2011 đã chuyển từ dạng hợp đồng góp vốn sang hợp đồng mua và bán. Và hạng A thì có tỷ lệ bán 2%, giảm 3 điểm phần trăm so với quý trước. Còn hạng B có tỷ lệ bán 36%, tăng 25 điểm phần trăm so với quý trước và đạt mức giá trung bình là khoảng 1.750 đô. Hạng C đạt 22, tỷ lệ bán là 22%, vâng, tăng 4 điểm phần trăm so với quý trước. Triển vọng thị trường thì Savills nhận thấy rằng có khoảng là 12 dự án sẽ cung ra thị trường trong quý 4 2011 với khoảng 7.600 căn. Riêng trong năm 2012, Savills nhận thấy rằng có khoảng 34 dự án sẽ tung bán